Hello, xin chào tất cả mọi người. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn về tổng hợp tất cả các cái mẫu câu ngữ pháp có trong sách Việt Kai, sách sách ngữ pháp cuốn Maruoto, và mình sẽ giới thiệu các bạn từ phần 3 đến phần 10. Và trong các cái phần này thì bởi vì đây là một cái chủ điểm học chủ yếu là về giao tiếp, nên là nếu như mà trong trường hợp mà các bạn chỉ học để lấy tiếng nói thôi thì hoàn toàn là các bạn cũng có thể xem được cái video này và các bạn chỉ lắp ráp vào thôi, bởi vì nó giống như là các cái chủ điểm, các cái mẫu công thức đấy, và các bạn chỉ việc thay từ vựng hoặc là thay người hay là thay những cái gì đấy thôi đấy. Cho nên đơn giản là nó sẽ rất là dễ, được không ạ? Rồi, thế thì đầu tiên có thể là mình sẽ chia ra thành hai phần đấy, có thể là từ 3 đến 10 thì sẽ là 8 chủ điểm, thì có thể là mình sẽ chia ra từ 3 đến 6 và từ 7 đến 10. Nếu như trong video này nó hơi dài thì mình sẽ dừng tại đó nhé. Đầu tiên đó là 3 là Dojo Joshiku. Mình bỏ topic 1 và 2 bởi vì đấy là hai topic về Hiragana và Katakana thôi nhé. Rồi, sang topic 3 chính là Dojo Joshiku. Đấy, tức là gì? Trong trường hợp khi hai người gặp nhau lần đầu tiên thì phải giới thiệu cho nhau. Có đúng không ạ? Phải giới thiệu cho nhau là tôi là gì, tôi là gì, và rất là hân hạnh khi mà được gặp bạn, rất là vui khi được làm quen, đúng không? Và nói là tôi là ai, tôi là giáo viên hay tôi là bác sĩ. Thì trong trường hợp này là cái topic 3 là các bạn sẽ phải cần một cái ngữ pháp như thế. Ví dụ Karades đấy, Karades tức là gì ạ? Tức là tôi chính là Kara đấy. Dojo hajimemashite Kimi desu. Dojo Joshiku, Karades. Đấy, ví dụ như thế. Thì lắp vào trong trường hợp này, ví dụ Watashi wa Karades, tôi chính là Kara. Watashi wa Hui desu, tôi chính là Hui. Đấy. Watashi wa Engineer janai desu, tôi không phải là một kỹ sư. Hoặc Kim san wa Gakusei desu, đúng không? Đấy. Thì là gì? Kim thì không phải là giáo viên. Đấy. Hoặc Kim sang wa sư phụ desu ka? Đấy, Kim sang có phải là nhà nội trợ, người làm nhà nội trợ hay không? Thì câu trả lời là yes hoặc là no, đúng không? Hai hoặc là yes, đúng không? Hoặc là trong trường hợp này ví dụ như là Kara sang wa nan desu ka? Kara sang wa là ai? Đấy thì người ta có thể trả lời như kiểu như thế. Đấy, khi mà người ta nói ví dụ như là thực ra là không phải Kara-san là hai, hoặc là ở đây có thể là một danh từ, ví dụ Oshigoto wa nan desu ka? Đấy, Kara-san Oshigoto wa nan desu ka? Tức là nghề nghiệp của bạn là gì đấy, thì trả lời là theo kiểu là tôi, nghề nghiệp của tôi là gì đấy, đúng không? Các bạn có thể hỏi về nghề nghiệp, các bạn có thể hỏi về tuổi tác, các bạn có thể hỏi về giới tính, các bạn cũng có thể là hỏi về tình trạng, đúng không? Hoặc là hỏi về nơi ở, vân 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 vân. Thì các bạn sẽ lắp vào cái mẫu công thức này. Mẫu công thức thứ hai nó sẽ rơi vào một cái tình huống mà khi mà hai người đã bắt đầu nói chuyện được với nhau rồi thì bây giờ sẽ bắt đầu là hỏi về đất nước của nhau, đúng không? Là người nước nào và có biết nói tiếng Anh hay có biết nói tiếng Nhật hay không? Thì trong trường hợp này là đương nhiên là ví dụ như một người Việt và một người Nhật nói chuyện với nhau thì đương nhiên là người ta sẽ hỏi phải hỏi là ví dụ người ta sẽ hỏi câu là gì? Anoda-san wa Furansu ga dekimasu ka? Đấy, ví dụ câu hỏi này Noda-san wa Furansugo ga dekimasu ka? Tức là Noda, ông Noda thì Noda có biết nói tiếng Pháp hay không? Đấy, nó sẽ rơi vào cái mẫu này. Đấy, ví dụ Huy-san wa Betonamu ga dekimasu Betonamu-go ga dekimasu ka? Đấy, Huy có biết nói tiếng Việt hay không? Thì câu trả lời là hai Sukoshi dekimasu hoặc là ie dekimasu, đúng không? Thế thì trong ví dụ như trong trường hợp này, ví dụ như là Watashi wa Nihongo ga dekimasu, tôi biết nói tiếng Nhật, đúng không? Hoặc như trong trường hợp này ví dụ như là haha, đúng không? Haha wa Egypt, haha wa Kanzoku wa dekimasu, mẹ của tôi thì không biết nói tiếng 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 Hàn. Thì thay vào đấy các bạn sẽ lắp cái tên đất nước và cộng với chữ go, đấy, được chưa? Nihongo Dojigo, Dojigo, Chugoku go, Ejiputu go, Kanjoku go. Đấy.
Kanjoku là nước Hàn, còn Kanjoku là tiếng Hàn, được chưa? Thì đấy là bộ thứ hai. Thế thì sau khi mà đã nói chuyện về đất nước rồi, thì bây giờ người ta sẽ hỏi về nghề nghiệp với nhau. Thì trong trường hợp mà hai người mà cùng là đồng nghiệp với nhau, ví dụ như là người A hỏi người B là B có phải là kỹ sư hay không? Đấy, thì B bảo là tôi là kỹ sư đúng rồi đấy. Thế xong A sẽ nói là gì? À, thế à, tôi cũng là kỹ sư. Thì đấy là cái công thức mà các bạn phải dùng một cái là mô. Đấy. Ví dụ, Watashimo engineer desu. Tôi cũng là một kỹ sư. Đúng không? Để thể hiện được rằng là cái hai người đấy đang tương tác với nhau. Đúng không? So desu ka. Đấy. Hoặc là Watashi wa gì gì đấy mô dekimasu. Đây là trong trường hợp ở trên là danh từ. Được không ạ? Còn trong trường hợp dưới chính là gì? Là động từ. Động từ thì sẽ là Watashi wa chấm 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 mô dekimasu. Đấy. Ví dụ như là Watashi wa Nihongo, tôi cũng biết thôi, trong trường hợp ví dụ như là tôi cũng biết nói tiếng Anh. Đấy, ví dụ như thế thì nó là động từ. Đấy, ví dụ nói là động từ thì các bạn sẽ thay lắp nó vào đây. Được chưa ạ? Rồi, như vậy là trong cái topic số 3 là chúng ta đã xong. Được không ạ? Thì bây giờ nó sẽ nảy ra một cái tình huống như sau, chính là tình huống của topic số 4. Kanjoku wa sanin desu. Tên là gì nhỉ? Gia đình của tôi thì có ba người. Thế thì nó sẽ rơi vào cái tình huống như thế nào? Cái tình huống ở đây đó là hai người nói chuyện với nhau, thì đương nhiên là họ sẽ phải nói chuyện về về gia đình của nhau, nói hỏi thăm về gia đình, nhà bạn có bao nhiêu người, bạn ở đâu, bố mẹ bạn thì là gì, đúng không? Đấy, hoặc là bạn đến từ đâu. Thì ở đây chúng ta có hai mẫu. Mẫu thứ nhất là mẫu về tô. Đấy, tô tức là gì? Tô là với và. Ví dụ như là Chi Chi Tô Ha Ha, bố và mẹ. Tô là và, được chưa? Thế còn no, no ở đây là của. Ví dụ như là búp bê của Nhật, hoặc ví dụ như là em của bố, hoặc là ví dụ như là cháu của Kim Sàng, ví dụ như thế. Thì ở đây nó sẽ có một cái mẫu, ví dụ như này: Ani no kodomo. Đấy, kodomo desu, được chưa? Đấy. Thì cái cấu trúc nó là cái này của cái này, được chưa? Ví dụ như là chungoku no ningyo. Ningyo là búp bê, búp bê của Trung Quốc, được chưa? Thì nó sẽ là ngược lại. Đấy, vì tiếng Nhật nó sẽ là ngược lại như thế, được chưa? Ok, thì đấy là hai cái mẫu của phần 4. Tiếp tục có thêm một mẫu nữa. Đấy, đây là đang nói là gia đình của tôi như thế nào, đúng không? Và các bạn ấy hãy nhớ cho mình một cái câu về nói về gia đình nhá. Ví dụ watashi no kansoku, đúng không? Tức là gì? Gia đình của tôi, đúng không? Chúng ta dùng cái no là gia đình của tôi có ba người, đúng không? Chúng ta dùng cái cấu trúc ngữ pháp nữa là gì? Watashi no kansoku wa sanin desu, đúng không? Dùng ngay cái cấu trúc của phần 3 là phần dozo toroshiku, là chúng ta sẽ có ngay cái mẫu số 4, đúng không? Rồi. Tiếp theo là bây giờ khi nói với nhau thì sẽ phải nói giới thiệu, đó là tôi đến từ đâu, đúng không? Đấy. Thì ví dụ như trong trường hợp là Watashi no kanjoku wa yonin desu, đúng không? Nhà tôi có bốn người này. Đấy, bao gồm có ai này? Chuma này, Tohaha này, Towatashi này. Đấy. Tokodomo desu, gồm những cái người như thế này. Và có một cái nữa là gì? Watashi tachi wa Tokyo ni sende imasu. Tức là gia đình của tôi, đại gia đình của chúng tôi thì làm sao? Thì đến từ Tokyo. Đấy. Ni sende imasu tức là đến từ. Đấy, cái ở đây nó có một cái ni, đúng không? Ni đó là đến. Đấy, kiểu là đến. Đấy, ni sende imasu. Được chưa? Đến từ đâu đấy, đúng không? Và ví dụ như là gì? Nếu chỉ nói về bản thân mình thôi đi, thì ví dụ như thế, thì watashi wa Hà Nội ni sne imasu, ví dụ thế, tôi đến từ Hà Nội, đúng không? Và nếu như trong trường hợp câu hỏi thì các bạn thay nó là doko, doko ni sne imasu ka. Đấy, doko ni sne imasu ka, bạn đến từ đâu? Đấy, bạn đến từ đâu? Thì đó là cái bài số 4 là như thế. Đấy, thế thì sau khi mà hai người đã nói về gia đình rồi thì
ở thật chất thực ra là người ta sẽ chỉ nói để mà được thực tế thôi. Thực tế ví dụ như là khi mà các bạn ở ngoài ngoài trời và là các bạn đang nằm ở trong một cái khu vực căng tin thì lúc này nó sẽ bắt đầu dính đến đồ ăn và đồ uống đấy, và lúc đó là nó sẽ gây ra các cái tình huống là ví dụ như là kiểu hỏi về sở thích của nhau rồi thì bạn thích ăn cái gì và món này có những cái món gì, thì đó là cái topic số 5, Nanigasuki desu ka? Đấy, Nanigasuki desu ka? Bạn thích cái gì? Được chưa? Ví dụ như là Nikugasuki desu. Nikugasuki desu, tôi thích thịt, đúng không? Hoặc là Tamago gasuki desu, tôi thích trứng, đúng không? Hoặc là Sakana mosuki desu, tôi cũng thích gì? Cũng thích cá. Được chưa? Thế thì ngược lại với nó thì sẽ là không thích, đúng không? Đấy, thì sẽ có là suki zanai desu. Wasuki zanai, ví dụ Jasai Wasuki zanai, tôi thì lại không thích sao, đúng không? Hoặc là hoặc là hôn pan đi, pan Wasuki zanai, tôi không thích bánh mì. Được chưa ạ? Thì đấy chính là các cái mẫu. Vậy bây giờ hỏi thích cái gì? Nanigasuki desu ka? Nanigasuki desu ka? Vậy thì bạn thích cái gì, đúng không? Thì câu trả lời ví dụ watashi wa niku to jasai gasuki desu, tôi thích gì? Tôi thích thịt và thích thích rau, được không ạ? Thì đấy là cái cấu trúc ngữ pháp của phần thứ năm. Thế thì bây giờ trong cái quá trình mà hỏi là bạn thích gì thì thực ra là một ngày thì sẽ có 3 bữa, nên đương nhiên là người sẽ rơi vào một cái tình huống là ví dụ là buổi sáng thì bạn ăn cái gì, đúng không? Hoặc là muộn bạn uống cái gì đấy, và bạn có hay ăn hay uống nó hay không. Ví dụ như là cái trong trường hợp này này, hôp sẵn hôp hôp sẵn ichimo asa gohan o tabemasu ka, đúng không? Đó là gì? Ichimo là bạn có hay ăn bữa sáng hay không. Đấy, hai tabemasu có, tôi ăn, đúng không bạn? À, ichimo là bạn có ăn bữa sáng hay không. Thế thì ví dụ như trong trường hợp này này, thì nhớ watashi wa asa gohan o tabemasu. Đấy, tức là tôi ăn bữa sáng. Hoặc là gì? Watashi wa asa gohan o nomimasu, đúng không? Tôi uống vào buổi sáng, đúng không? Đấy, thì có thể là như thế, được chưa? Hoặc là watashi wa pan to kudamono o yoku tabemasu, đây trong trường hợp này. Đấy, tức là gì? Tôi thì watashi wa pan là bánh mì, đúng không? Bánh mì và kudamono là gì nhỉ? Như là rau rau củ quả ấy, kiểu đấy. Ô yoku tabemasu, đấy thường xuyên đấy, kiểu đấy, đúng không? Thế thì câu trả lời là ví dụ tamago wa, thế thì quần trứng thì sao? Câu trả lời là tamago wa gì? Amari tabemasen, trứng thì hiếm khi ăn đấy. Tamago wa amari tabemasen, được chưa? Vậy thì bạn ăn hay ăn cái gì? Đấy. Nanio yoku tabemasu ka? Đấy, trong trường hợp này. Nanio yoku tabemasu ka? Bạn thường xuyên thì ăn cái gì? Đúng không? Hoặc là nanio đây, đúng không nhỉ? Nanio yoku tabemasu ka? Hoặc bạn có thường xuyên ăn bạn có thường xuyên ăn ăn mì udon hay không? Đúng không nhỉ? Ví dụ udon o tabemasu ka? Hoặc bạn có thường xuyên uống trà hay không? Kohi o monomimasu ka? Đấy, thì kiểu như thế. Có 2 cách, đúng không? Thì các bạn có thể rơi vào trường hợp ăn gì? Tabemasu. Hoặc là uống gì? Nomimasu. Đấy, thì các bạn có thể chỉ cần thay vào từ vựng thôi là các bạn sẽ nói được rất là nhiều các cái câu trong cái trường hợp này, đúng không? Đấy, đấy là mẫu của trường hợp số 5. Được chưa? Mẫu bây giờ tiếp theo là chính là cái mẫu số số 6. Đấy. Doko de tabemasu ka? Đấy, tức là dịch doko. Doko thì chính là ở đâu, đúng không? Các bạn lúc nãy các bạn có nhớ ở cái phần số 5 các bạn đã nói là gì? Doko ni sẽ để imasu ka? Đấy, đến từ đâu? Thì bây giờ là doko de tabemasu ka, hoặc là doko de nomimasu ka? Đấy, ăn ở đâu, uống ở đâu, đúng không nhỉ? Thì đấy là cái chủ đề của số 6. Thế thì khi mà số 6 thì người ta sẽ bắt đầu hỏi là bạn có thích cái này không, và là bạn ghét cái này không. Đấy, thì có 2 cái tính từ đuôi na, đó là Sukina và Kiraina, được chưa ạ? Ví dụ như là Sukina ryori wa nan desu ka? Đấy, bạn có thích
Thế Ryori là món ăn, món ăn kiểu món ăn đã được chế biến ấy. Đấy, bạn có thích cái món ăn nào hay không? Đấy, được chưa? Ví dụ thì có thể là tôi thích là cái KFC, đúng không? Hoặc là cà rê để, đúng không nhỉ? Đấy, cơm cà ri. Đấy, tức là món ăn đã được chế biến thì người ta gọi là đó là Ryori, được không ạ? Đấy, cà rê để. Đấy, hoặc là kiraida, kiraida ăn hanbaga wa nandeska. Đấy, bạn có thích hanbaga hay không? Đấy, hay, đúng không nhỉ? Ví dụ như thế. Đấy. Hoặc là trả lời. Trả lời thì sẽ là gì nhỉ? Watashi wa hanbaga ga suki desu. Đấy. Ga suki desu là tôi thì tôi thích hanbaga đấy. So desu ka. Vậy à? Được chưa? Thì nhớ trong cái trường hợp này đó là ví dụ như là skida skida gì ryorin wa hanbaga desu. Tôi thì thích hanbaga, hamburger, đúng không? Một cái mẫu nữa. Đấy, một cái mẫu tiếp theo nữa đó chính là mẫu đây. D và O. Đấy, D và O. Tức là như thế nào? Ví dụ như là câu hỏi nó rơi vào tình huống đó là thế bây giờ thì bọn mình ăn thì ăn ở đâu? Đúng không? Đấy. Hoặc là một cái câu hỏi tiếp theo đó chính là ăn cái gì, đúng không? Ăn cái gì và ăn ở đâu? Đấy, thì đó là lý do mà nó sinh ra hai cái, đó là D và O. Ví dụ như trong cái này, Kyo doko de hiru gohan do tabemasu ka? O tabemasu ka? Đấy, doko de, đấy, doko de hiru gohan o tabemasu ka? Đấy, thì chơi sẽ trường hợp này, o tabemasu. Trả lời là ippo de tabemasu. Đấy, tức là ăn cái gì, đúng không? Ippo hay ramen yasan de. Đấy, thì cái mẫu đầu tiên chính là ăn ở đâu. Đấy, de tabemasu. Ví dụ như là trong trường hợp này là doko de hiru gohan o tabemasu ka? Đấy, buổi trưa thì ăn ở đâu? Đấy, ví dụ ippo de tabemasu tức là ăn ở cửa hàng ippo. Đấy, ippo là gì? Là ramen yasan, tức là cửa hàng bán ramen, đúng không? Đấy, thế còn ô tạp biệt mát tức là ăn cái gì? Đấy, ví dụ khi được gô hàn ô tạp biệt mát tức là ăn trưa, đúng không? Ăn vào buổi trưa, ăn cơm trưa. Đấy, hoặc ví dụ như là asa gô hàn. Đấy, asa gô hàn là ăn ăn sáng. Thì đấy là cái mẫu của bài số 6. Thế thì khi số 6 thì người ta sẽ nói đến rất là nhiều về các cái tính từ. Ví dụ như là ngon dở, ví dụ như là đắt rẻ, ví dụ như là cao thấp, đúng không? Đấy, kiểu đấy. Thì tính từ nó sẽ có hai cái kiểu, tính từ đuôi y, đúng không, và tính từ đuôi na. Thì trong trường hợp này chính là tính từ đuôi y, ví dụ như là takai desu. Đấy, thì các bạn chuyển sang một từ ngược lại với nó là các bạn chuyển thành kunai desu thôi, ví dụ như là oishii desu. Đấy, thì bây giờ ta sẽ chuyển thành gì? Oishii kunai desu. Đấy, là một cái là ngon và một cái là không ngon. Thì đó là toàn bộ những cái nội dung của bài số 6. Thì 7, 8, 9, 10 thì mình sẽ quay lại ở cái video sau. Vì nó cũng có khá là nhiều các cái chủ điểm. Và một video quá dài thì nó cũng sẽ đợi nó cũng sẽ khá là lâu. Cho nên là mình sẽ dừng video này tại đây. Hẹn gặp lại các bạn tại các video tiếp theo nha. Bye bye mọi người.